Đôi khi lừa đảo không chỉ là một cách kiếm tiền mà còn là một lối sống. Họ sẽ mạo hiểm để hóa thân, đổi tên, nghề nghiệp và tiểu sử để thực hiện các kế hoạch của mình. Lật lại hồ sơ kẻ lừa đảo bậc thầy trong lịch sử, nhiều người sẽ có một góc nhìn mới trước sự tài ba của những thiên tài này. Mấy ai mà không biết anh Tinh làm nghề dùng đầu óc và cái miệng để kiếm ăn. Một người không có sự nghiệp ổn định không phải là đối tượng tốt để các bậc phụ huynh chấp nhận làm con rể. Anh giả dạng làm một người mù để lấy lòng thương hại của người khác. Tùy ý bịa ra câu chuyện, anh cần đến bệnh viện gấp để thực hiện cuộc phẫu thuật, nhưng không tìm thấy taxi. Lần đầu tiên có hơi vụng về và hấp tấp nên khi anh định leo lên xe đã bị người dân phát hiện, mù mà biết đó là taxi. Sau kế hoạch móc túi thất bại, cô ấy giả vờ la toáng lên, nói rằng bản thân đã đụng trúng một bà lão. Để giống như thật, cô ta nhiệt tình đóng giả để mượn tiền anh Tinh bồi thường cho bà ấy. Cả hai người bọn họ đã nhắm đến một căn biệt thự, chủ nhân nơi đó đang đi nghỉ hè một thời gian, vì vậy họ nảy sinh ý định đột nhập vào trong đó. Bên trong nhà giàu quả nhiên có khác, toàn những món đồ cổ quý giá đắt tiền. Tuy nhiên họ lại không lường trước tình huống này, mang theo một chiếc túi xách quả nhỏ không thể lấy được những món đồ to. Sau khi đi rà soát xung quanh căn nhà cũng lấy được vài món quý giá có thể đựng vừa chiếc túi, vô tình bắt gặp chiếc taxi của ai đó. Thì ra là lão già cùng bà vợ hờ của mình. Cả hai chạm mặt nhau, bên kia nhận nhầm anh chàng này là khách quý của gia chủ. Anh Tinh thấy vậy nên đành tương kế tự kế. Ông lão đành nói đây là nhà vệ sinh tân tiến, có hệ thống xả nước tự động ra Thái Bình Dương. Hiếm khi tận mắt chứng kiến một phát minh vô cùng vĩ đại của khoa học, anh muốn để cho con chim non trải nghiệm thử cái bồn cầu hiện đại này. Ăn mặc có chút hở hang, gợi cảm, làm tên tài xế chết mê chết mệt. Vừa định giở trò sàm sỡ, hắn đã bị cô gái nôn vào đầy mặt. Tuy say nhưng vẫn còn rất tỉnh. Cô ấy làm việc ở hộp đêm và ông lão chính là khách hàng thân thiết của cô ta. Sự xuất hiện của cô làm hai người đàn ông bên dưới không ngừng chảy nước miếng thèm thuồng. Ai nấy cũng đều bật dậy, không ngừng vỗ tay trước hành động vô cùng dũng cảm của chàng trai này. Sức hấp dẫn của vòng một khủng quả thật là rất lớn, đi đến đâu cô ấy cũng đều bị nam nhân chú ý. Họ mượn tạm hai chiếc đầu thú của tụi nhỏ để hóa trang nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện. Tưởng chừng có thể đánh được hai tên lừa đảo, nào ngờ tên chủ nợ lại bị hai thầy trò anh Tinh đánh cho bầm đầu. Hắn đánh tên đầu heo một cách dã man không một chút nương tay, cho đến khi hạ cục đối phương bằng một cú knock out văng ra ngoài. Hắn mới sực nhớ ra đứa em của mình, cũng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của anh Tinh, tên Du Côn mới phát hiện ra em trai mình đang ngoài sân. Này, họ không biết được rằng tên Du Côn đang treo thưởng 1.000.000 đồng cho ai bắt được hung thủ đánh em trai mình. Người em đang ngồi trên xe lăn bị á khẩu không nói nên lời. Hắn muốn đâm anh mình một nhát nhưng chưa kịp ra tay đã bị ông ta hất văng xuống cầu thang.